Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Chiều ngày 14 tháng 4, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án 86 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thành Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lăng, chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thành Phát, 20 năm tù về tội đưa hối lộ. 20 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tử hình về tội tham ô tài sản. Tổng hình phạt chung là tử hình. Đỗ Thi Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2 thuộc ngân hàng nhà nước, chung thân. Riêng bị cáo Nguyễn Cao Trí, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Văn Lang và công ty Capella lãnh 8 năm tù tội làm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, viện kiểm sát còn đề nghị mức án đối với các bị cáo khác về các tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. 1. Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, trốn truy nã chung thân. 2. Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB chung thân. 3. Tạ Chiêu Trung, tổng giám đốc công ty cổ phần tài chính Việt Vĩnh Phú, cựu thành viên hội đồng quản trị SCB 20 năm tù. 4. Võ Tấn Hoàng Văn cựu tổng giám đốc SCB chung thân. Tham mô tài sản. 1. Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc SCB 18 năm tù. 2. Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc SCB 16 năm tù. 3. Hồ Bửu Phương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, cựu phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Vàng Thành Phát 20 năm tù. 4. Nguyễn Phương Anh, phó tổng giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula 17 năm tù. 5. Đặng Phương Hoài Tâm, Phó trưởng phòng Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 15 năm tù. 6. Trương Huệ Vân, Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor, 17 năm tù. 7. Dương Tấn Trước, Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Tường Việt, 11 năm tù. Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. 1. Nguyễn Thị Thu Sương Cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB trốn truy nã 17 năm tù 2. Uông Văn Ngọc Ẩn Cựu Tổng Giám đốc Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB 3 năm tù treo Trả tự do tài tòa 3. Chim Minh Dũng Cựu Phó Tổng Giám đốc SCB trốn truy nã 17 năm tù 4. Nguyễn Văn Thanh Hải Cựu Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB 13 năm tù 5. Nguyễn Thị Phương Loan Thành viên Hội đồng Quản trị SCB 3 năm tù treo 6. Võ Thành Hùng, cựu thành viên hội đồng quản trị SCB, 3 năm tù treo. 7. Trầm Thích Tồn, thành viên hội đồng quản trị SCB, trốn truy nã 16 năm tù. 8. Trần Thuần Hòa, thành viên hội đồng quản trị SCB, 4 năm tù. 9. Lê Khánh Hiền, cựu tổng giám đốc SCB, 5 năm tù. 10. Hoàng Minh Hoàng, cựu phó tổng giám đốc SCB, 3 năm tù treo, trả tự do tại tòa. 11. Bùi Nhân, cựu phó tổng giáo đốc SCB, 9 năm tù. 12. Diệp Bảo Châu, cựu phó tổng giáo đốc SCB, 10 năm tù. 13. Phạm Văn Phi, cựu phó tổng giáo đốc SCB, 8 năm tù. 14. Nguyễn Anh Phước, cựu phó tổng giám đốc SCB, 3 năm tù treo, trả tự do tại tòa. 15. Nguyễn Cửu Tính, cựu phó tổng giám đốc SCB, 11 năm tù. 16. Đỗ Phú Huy, cựu chủ tịch Ủy ban Kinh doanh và Đầu tư SCB 14 năm tù. 17. Võ Văn Tường, cựu giám đốc phòng tái thẩm định SCB 2 năm tù. 18. Khổng Minh Thế, cựu phó giám đốc khối phê duyệt tín dụng SCB 6 năm tù. 19. Trần Hoàng Giang, cựu phó giám đốc khối phê duyệt tín dụng SCB 3 năm tù. 20. Từ Văn Tuấn, phó giám đốc khối doanh nghiệp SCB 8 năm tù. 21. Phạm Mạnh Cường, cựu giám đốc phòng tái thẩm định SCB, 3 năm tù treo. 22. Nguyễn Huỳnh Lan Chi, cựu trưởng phòng tái thẩm định SCB, 3 năm tù treo, trả tự do tại tòa. 23. Mai Hồng Chính, cựu giám đốc phòng tái thẩm định SCB, 10 năm tù. 24. Mai Văn Sáu Nhở, cựu trưởng phòng tái thẩm định SCB, 12 năm tù. 25. Trương Thị Hồng Quế, cựu giám đốc phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp SCB 3 năm tù. 26. Lê Anh Phương, cựu giám đốc chi nhánh Sài Gòn SCB 7 năm tù. 27. Phan Tấn Khôi, cựu giám đốc chi nhánh Đông Sài Gòn SCB 7 năm tù. 28. Lưu Chấn Nguyên, cựu giám đốc phòng giao dịch Bảy Hiền SCB 3 năm tù treo, trả tự do tại tòa. 29. Hồ Bảo Ngọc, cựu giám đốc vùng 2 SCB 6 năm tù. 30. Nguyễn Anh Thép, cựu phó giám đốc SCB chi nhánh Cống Quỳnh, cựu giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn, 6 năm tù. 31. Võ Triệu Lân, cựu giám đốc chi nhánh chợ lớn SCB, 5 năm tù. 32. Nguyễn Ngọc Tú, cựu phó giám đốc SCB chi nhánh Cống Quỳnh, 4 năm tù. 33. Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu phó giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB, trốn truy nã, 13 năm tù. 34. Phạm Thế Quảng, cựu phó giám đốc chi nhánh bến Thành ngân hàng SCB, 2 năm tù. 35, Huỳnh Thiên Văn, giám đốc kinh doanh khách hàng doanh nghiệp ngân hàng SCB, 4 năm tù. 36, Bùi Đức Khoa, phó tổng giám đốc công ty cổ phần Natroland, 11 năm tù. 37, Nguyễn Thị Khánh Vân, cựu nhân viên công ty cổ phần Natroland, 4 năm tù. 38, Trần Thị Kim Chi, cựu nhân viên công ty cổ phần Natroland, 4 năm tù. 39, Nguyễn Phi Long Nhân viên Tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát 6 năm tù 40. Đặng Quang Nguyên Cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần food 3 năm tù 41. Chu Lập Cơ Chu Eric Hồng Kông Chồng Trương Mỹ Lan Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường Thời đại Times Square 9 năm tù 42. Cao Việt Dũng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạng Thương mại và Sản xuất Tường Việt 2 năm tù 43 Nguyễn Thanh Tùng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần dầu khí Đông Phương, 5 năm tù. 44. Đào Chí Kiên, phó tổng giám đốc công ty cổ phần dầu khí Đông Phương, 3 năm tù. 45. Lê Văn Chánh, giám đốc Hối hỗ trợ kinh doanh ngân hàng SCB, 5 năm tù. 46. Bùi Ngọc Sơn, phó giám đốc phòng tái thẩm định ngân hàng SCB, 3 năm tù treo. 47. Lê Huy Khánh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá tầm nhìn mới, 5 năm tù. 48. Hồ Bình Minh, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá MHG, 6 năm tù. 49. Trần Thị Kim Ngân, tổng giám đốc công ty cổ phần thẩm định giá Thiên Phú, 3 năm tù treo, trả tự do tại tòa. 50. Trần Tuấn Hải, nhân viên thẩm định giá công ty cổ phần thẩm định giá Thiên Phú, 2 năm tù. 51. Trần Văn Nhị, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và định giá ATC 3 năm tù. 52. Đỗ Xuân Nam, phó tổng giám đốc công ty cổ phần tư vấn dịch vụ bất động sản GATC 3 năm tù treo, trả tự do tại tòa. 53. Lê Kiều Trang, phó tổng giám đốc công ty cổ phần thẩm định giá ISIM e 3 năm tù treo. Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 1. Phạm Thu Phong, cựu trưởng ban kiểm soát SCB, 3 năm tù treo. 2. Lưu Quốc Thắng, cựu trưởng ban kiểm soát SCB, 3 năm tù treo. 3. Nguyễn Văn Du, cựu quyền chánh thanh tra cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, ngân hàng nhà nước, 3 năm tù treo, trả tự do tại tòa. Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 1. Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc ngân hàng nhà nước nhận của Trương Mỹ Lan 390.000 đô la Mỹ, 11 năm tù. 2. Nguyễn Thị Phụng, Phó cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng 2, 4 năm tù. 3. Bùi Tuấn Khoa, Phó cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng 2, 3 năm tù. 4. Vương Đỗ Anh Tuấn, trưởng phòng thanh tra thuộc Cục Thanh tra giám sát ngân hàng 2, 3 năm tù treo. 5. Trần Văn Tuấn, thanh tra viên vụ thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp thuộc thanh tra chính phủ 3 năm tù. 6. Lê Thanh Hà, Phó Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, cựu trưởng phòng Kiểm toán Ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành 7, 3 năm tù treo. 7. Nguyễn Văn Thùy, cựu Phó trưởng ban giám sát tổng hợp Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, 3 năm tù. 8. Nguyễn Tuấn Anh, cựu công chức vụ thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng trong nước, thuộc Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước 3 năm tù. 9. Vũ Khánh Linh, Phó trưởng phòng Thanh tra Ngân hàng Thương mại Cổ phần thuộc Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước 3 năm tù treo, trả tự do tại tòa. 10. Trương Việt Hưng, Thanh tra viên vụ Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp thuộc Thanh tra Chính phủ 3 năm tù. 11. Nguyễn Duy Phương, thanh tra viên Vụ thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo khối nội chính và kinh tế 2 năm tù. 12. Nguyễn Văn Dũng, phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 11 năm tù. 13. Nguyễn Thị Phi Loan, cựu phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 4 năm tù. 14. Phan Tấn Trung, phó chánh thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 7 năm tù. 15. Võ Văn Thuần Phó Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng, ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 7 năm tù. 16. Nguyễn Tính, Cụ Phó Trưởng phòng Thanh tra hành chính giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng cục Thanh tra giám sát ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh thuộc cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước 3 năm tù.